Nếu bạn đặt chân lên hòn đảo này, khả năng cao bạn sẽ mất mạng. Đó chính là hòn đảo Komodo. Nhưng lý do khiến nó đáng sợ là gì? Vì nơi đây là địa bàn của loài bò sát nguy hiểm, rồng Komodo. Sinh vật này có thể dài lên tới 3 mét và nặng hơn 70kg, nhưng lại có tốc độ rất nhanh. Vậy tại sao sinh vật này được cho là nguy hiểm? Vì nếu bị rồng Komodo cắn mà bạn may mắn sống sót, thì bạn bắt buộc phải rời hòn đảo này ngay. Vì rồng Komodo có khả năng đeo bám con mồi, nó sẽ theo dõi bạn trong nhiều ngày, cho đến khi bạn mất sức, rồi nó sẽ xin nhẹ cái xác của bạn. Điều đáng sợ nhất là chúng cũng thích ăn thịt người. Có nhiều trường hợp rồng Komodo đào ngôi mộ mới xây lên để có món ăn yêu thích của mình.